Xin chào tất cả anh em. Một cái kiểu hộp đóng gói như thế này thì vừa rồi mình cũng đã mở hộp cho anh em về một cái chiếc máy, đó là Huawei Mate 9 đó. Và chính xác ra là vẫn cùng một shop nha anh em nhé. Vẫn cùng một shop. Và lần này thì mình mua là HTC U11, chạy chip Snapdragon 835 bản 464 nha anh em nhé. Lần trước mình đã mở hộp về chiếc Huawei Mate 9 ấy, thì thực ra là máy đã thay màn và shop thì không có nói ở trong cái phần mô tả đâu. Thế nhưng mà sau khi mà mình phản hồi và phàn nàn ấy, thì shop có công nhận đó là một màn thay LCD. Mình thấy shop cũng khá là trung thực thôi, không có gì cả. Đấy, và shop cũng đã bù cho mình một cái khoản nho nhỏ. Và cái shop này thì cũng rất là nhiều anh em đã từng mua rồi, bởi vì là giá của nó cũng khá là rẻ. Và thường là shop này bán những cái máy mà có lỗi nhá, bị dính lỗi. Thế nhưng mà với cái chiếc máy này thì thấy rằng là shop ghi là ok, thành ra là mình mới mua thôi. Đó, HTC U11 thì một cái chiếc máy cũng khá là nổi đình nổi đám của hãng HTC đấy. Và đây là một trong những cái chiếc máy cuối cùng của nhà HTC rồi. Hiện tại thì họ không còn sản xuất điện thoại nữa rồi, nên là cũng khá là tiếc cho một cái thương hiệu, đúng không nào? Một cái thương hiệu khá là ngon lành, khá là lớn đấy. Một thời đã xa, một thời đã qua. Và bây giờ thì chúng ta có những cái chiếc máy nó ngon bổ rẻ. Thực ra là nó cũng sàn sàn giống như một vài những cái chiếc máy chạy chip Snapdragon 835 thôi, cũng không hẳn là ngon bổ rẻ lắm đâu anh em ạ. Và đây, bên trong thì chúng ta sẽ nhận được một cái chiếc cục sạc có nguồn ra cao nhất, đó là 5V 2A. Cục sạc này cũng khá là nhẹ nhé. Bên trong này chúng ta sẽ nhận được một cái dây tai C. Đó, chuẩn tai C. Rồi. Khá là chắc luôn đấy. Đây. Tiếp tục rạch bọc. Đây, bây giờ mới lôi chiếc máy ra này. Đó. Chiếc máy này vỏ xấu, khá là xấu các bạn ạ. Vỏ nó này, nó nham nhở. Ôi giời ơi. Sao vỏ nó tệ vậy? Cái màn hình nó còn bị xước nhiều nữa cơ. Trời ơi. Máy nó xấu quá. Nó xấu hoắc luôn ấy. Mặt lưng đằng sau thì không còn rồi. Mặt lưng đằng sau này hình như là bị bong sơn hay sao ấy. Nó đen thui lui luôn. Phía bên dưới này, các cạnh viền thì đã bị có những cái vết cấn móp rồi thì mất sơn. Đây. Cạnh trái này, bên trên. Rồi thì cạnh dưới cùng. Mặt kính thì đã bị xước khá là nhiều luôn, nham nhúc. Chắc lại phải trả hàng rồi anh em ạ. HTC. Màn thì không biết là có bị ám không. Nhưng mà cơ bản rằng là mình cũng sẽ test đầy đủ những cái chức năng cho anh em xem nhé. Test nhanh. Đây, và bên trong thì anh em có thể nhìn thấy cái màn của nó này. Nhưng mà chưa nhìn rõ lắm. Đây, mình sẽ kéo. Được cái thì bên trong màn nó không bị ám đâu, khá là sáng và trong. Trong cái phần cài đặt này chúng ta sẽ thử xem là phiên bản phần mềm trên cái thiết bị này là bao nhiêu nhé. Nó đang chạy trên cái phiên bản Android 9, tổng bộ nhớ 6GB. Thế là chiếc máy này là bản RAM 6 nhé. Mình lựa chọn là phiên bản RAM 464. Thế nhưng mà shop đã cho một cái chiếc máy chạy RAM 6. Thế nhưng mà ngoại hình kém lắm. Bộ nhớ trong của nó lên đến là 128GB cơ. Chắc là shop muốn bù. Cơ bản thì mình lựa chọn ở đây là bản 464 ok. Thế nhưng mà do là máy nó cũ quá, thế là shop mới cho mình lên một cái phiên bản đó là RAM 6 128. Mình sẽ thử xem là chiếc máy này thì sẽ có mấy sim nhé. Đây. Chiếc máy này không biết là mấy sim đây. Bản RAM 6 128 mà được 2 sim thì chắc là cũng ok, bù cho cái phần ngoại hình của nó. Đúng nào? Các bạn có thể nhìn thấy nhé. Nó có ghi là sim 1 thì chắc là sẽ có sim 2 thôi. Mình sẽ tiến hành là mình lắp luôn hai cái sim nhé. Đây, mình sẽ lấy hai cái sim này, mình lắp vào luôn. Sau đó thì cũng sẽ test nghe gọi cho anh em xem nhé. Rồi. Đã lắp hai sim. Và đúng là nó có hai sim thật. Đó, nó đã nổi lên hai cái sim này. Vậy là shop bù cho mình. Đó. Về phần ngoại hình xấu quá. Còn về camera thì sao? Camera phía đằng sau chúng ta sẽ có một cái chất lượng camera cũng khá là tốt. Nó không có những cái phần bị ám hay là bị đốm gì cả. Ok không nào? Đây, về camera selfie phía trước thì mình cũng sẽ quay một đoạn
ngăn ngắn một chút để thử xem là cái mic chất lượng micro của nó có ok không nhé. Rồi, nhưng mà mình thấy rằng là chất lượng cam trước của nó thì hơi mờ mờ. Cơ bản thì một chiếc máy cũ rồi mà, đúng không nào? Cảm ứng. Rồi, cảm ứng vẫn ngon lành nhé. Và ở đây thì mình cũng sẽ set up luôn về cái phần đó là cảm biến vân tay. Đây, máy quét bảo mật vân tay này. Có lẽ là cái độ sáng của nó hơi cao nhỉ. Mình sẽ chỉnh nó thấp lại. Bắt đầu này. Nó vẫn nhận vân tay bình thường nhé. Rồi, đã xong. Thực hiện vân tay một chạm. Cũng khá là nhạy. Ok không nào? Và ở đây thì mình cũng sẽ thử nghe gọi xem nhé. Đây, đã có SIM 1 và SIM 2. Ồ, cái loa thoại bên trên của nó nghe khá là to luôn nhé. Bên cạnh đó nó còn trầm ấm cơ. Đây là một trong số những cái loa kép của nó, rất là tốt. Nghe gọi bình thường, cam trước cam sau ok, cảm ứng mượt mà, màn hình thì không bị ám, cảm biến vân tay vẫn ngon lành. Rồi thì bộ nhớ RAM là 6GB, ROM là 128GB và đây là một phiên bản 2 SIM nhé. Đó. Mỗi một cái điểm chê đó là cái ngoại hình của nó thì không tốt. Thế nhưng mà với một cái tầm giá đó là 1 triệu mốt, 1 triệu 2 thì chúng ta chấp nhận được. Đúng không nào? Một cái chiếc máy mà có những cái thông số nó cũng khá là ổn áp như vậy thì ok. Còn anh em thì anh em nghĩ như thế nào về chiếc máy này? Thực sự là có ổn áp hay không thì có thể comment bình luận ở phía bên dưới video cho mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.